Bốn thứ không nợ dù là người thân trong nhà. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, đối với con người, tình thân là báu vật vô giá. Cho dù có đánh đổi bằng bao nhiêu của cải, tiền bạc cũng không tương xứng. Nếu bạn đang mắc dù chỉ một trong bốn món nợ sau đây với người thân, hãy tìm cách trả ngay, bởi đó chính là cách để duy trì hạnh phúc gia đình và nhiều quyền lợi khác của chính bạn. Thứ nhất, không nợ về kinh tế. Mặc dù có ý kiến cho rằng giữa những người thân với nhau không nên phân biệt rạch ròi tiền của tôi, tiền của anh. Như thế, tình thân sẽ càng thân. Tuy nhiên, tục ngữ có câu thân huynh đệ, minh toán chướng. Tạm dịch là dù có là anh em thân thiết, tiền bạc cũng phải phân minh, minh bạch, rõ ràng. Giữa anh em ruột thịt hoặc họ hàng thân thích, đúng là có những thứ không thể tính sao cho rạch ròi. Nhưng trái lại, có những thứ không thể qua quýt cho xong. Lúc cần tính toán rạch ròi sẽ cần phải tính. Sự tính toán rõ ràng ở đây sẽ không gây mất đoàn kết, mà ngược lại, chính thái độ qua loa, tính toán mập mờ để lâu mới tạo ra những băn khoăn, trách cứ, không hài lòng trong suy nghĩ của mỗi người. Cho nên, về tiền bạc và lợi ích, nếu chúng ta không thể làm được điều vĩ đại như câu chuyện Khổng Dung nhường Lê, tình nguyện nhường hẳn lợi ích của mình cho người khác, xin hãy tính toán rõ ràng các món nợ về kinh tế để không ai nợ ai, dù giữa các bạn có mối quan hệ ruột thịt gần gũi. Thứ hai là không nợ trách nhiệm. Đời người giống như một sân khấu mà ở đó, giữa những người thân với nhau, chúng ta là những vai diễn khác nhau, bao gồm con, bố, mẹ, chồng, vợ, anh, chị em. Mỗi vai diễn đều có trách nhiệm và nghĩa vụ của riêng mình. Ví dụ, người làm con phải có trách nhiệm hiếu kính, phụng dưỡng người già, không được nợ trách nhiệm hiếu thuận với bề trên. Nếu bạn là cha mẹ, thì phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục, cũng như định hướng tư tưởng cho con mình, để con mình có thể trưởng thành trong môi trường tốt, nhận thức được nền giáo dục văn minh, đúng đắn. Là vợ chồng, phải có trách nhiệm yêu thương, chăm lo cho nhau, chân thành và khoan dung, không được nợ lẫn nhau sự chân thành và độ lượng. Là anh chị em ruột thịt chung một dòng máu, phải có trách nhiệm hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, không được nợ trách nhiệm tương hỗ. Điều thứ ba, không nợ ân tình. Ở bên bạn bè, chúng ta không nên nợ món nợ ân tình. Giữa những người trong gia đình, điều này càng cần phải tránh. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta từ chối tất cả những tấm ân tình mà người khác dành cho mình, mà ở đây nhấn mạnh vào quan điểm báo đáp, trả ơn. Tình cảm giữa những người thân khó có thể tính toán rạch ròi, bởi lẽ tình cảm mà người thân dành cho nhau là tự nguyện, không cần báo đáp. Nhưng chính bởi thế, chúng ta mới càng cần phải có lương tâm, càng phải báo đáp gấp nhiều lần. Có những ân đức ở đời, ví dụ như ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, chúng ta cả đời cũng không báo đáp hết. Thế nên, đạo làm con luôn phải nỗ lực không ngừng để tận hiếu với bề trên. Có thể báo đáp được đến đâu, hãy báo đáp đến đó. Điều thứ tư, không nợ thời gian. Những người thân thiết nhất của chúng ta ít khi yêu cầu chúng ta phải đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Đơn cử như với những người làm cha mẹ, chỉ cần gia đình có thể đoàn viên, mọi thành viên khỏe mạnh, không đau ốm, gia đình đầm ấm hạnh phúc sống qua ngày, thì dù cơm canh đạm bạc cũng vẫn thấy vui hơn việc được ăn sơn hào hải vị. Chúng ta đừng đợi đến lúc con cháu muốn báo hiếu nhưng người thân đã không còn mới hối hận khôn nguôi. Hãy cố gắng bỏ thời gian rảnh rỗi để vui vẻ quây quần bên người thân. Đừng bao giờ mắc nợ họ món nợ thời gian. Giữa những người thân thiết trong gia đình, hãy cư xử để sao cho chúng ta không phải nợ nhau bốn món nợ trên. Có như thế, gia đình mới hài hòa, viên mãn. Gia đình đầm ấm, hạnh phúc sẽ là nguồn động lực vô hạn để mỗi thành viên thăng hoa trong cuộc sống. Với tình yêu thương luôn tràn ngập trong con tim, khối óc. Quý vị thân mến,
Con người chung sống với nhau thực ra là một môn học. Muốn làm tốt một chút thực sự không đơn giản. Đối với con người, tình cảm là báu vật vô giá, cho dù có đánh đổi bằng bao nhiêu của cải, tiền bạc cũng không tương xứng. Vì thế, bạn cần biết cả một đời người có 3 món nợ tình cảm tuyệt đối không nên mắc. Thứ nhất, nợ cha mẹ. Phật dạy rằng, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Thế nhưng phải có duyên nợ mới có thể bên nhau. Nếu không có duyên và nợ thì đã chẳng bao giờ gặp được nhau. Cả đời chúng ta nợ rất nhiều, cũng trả nợ người khác rất nhiều. Khi món nợ đã trả hết, người ta sẽ phải rời đi. Đây là chuyện không thể níu kéo được. Duy chỉ có 2 món vừa là nợ vừa là ân mà chúng ta sẽ mang theo cả đời, trả mãi không xong. Đó chính là ơn cha và nghĩa mẹ. Sống ở đời, biết ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ để hiếu kính đã là điều khó. Nhưng để trở thành người con có hiếu đúng nghĩa, tâm hiếu và hạnh hiếu vẹn toàn lại càng khó khăn hơn. Dù ta giàu sang hay nghèo khó, dù ta là dân thường làm thuê hay quan chức cao cấp, ta đều nên tử tế với cha mẹ của chính mình. Không chỉ là phụng dưỡng vật chất mà còn cần lòng cung kính và tâm hiếu thuận. Hãy nhớ lấy, món nợ ân tình đã sinh thành và nuôi dạy ta nên người lớn đến nhường nào. Cha mẹ không chỉ yêu ta vô điều kiện mà còn là những người vị tha nhất thế gian. Cha mẹ còn, cuộc sống vẫn còn. Cha mẹ đi, cuộc đời ta như đánh mất tổ ấm để trở lại. Trong mắt cha mẹ, con cái luôn là điều đẹp đẽ và tuyệt vời nhất, là kho báu quý giá nhất cuộc đời. Khi ta giàu sang thành đạt, cả thế giới đều quan tâm. Nhưng khi ta khốn khó gục ngã, chỉ có cha mẹ luôn bên cạnh. Thời gian qua đi, cha mẹ ngày càng già, những gì ta có thể trả nợ cho họ lại ngày càng ít đi. Chúng ta mải mê bươn trải bên ngoài, cố gắng làm việc chăm chỉ hay vui vẻ trong những cuộc rong chơi mà quên mất thời gian để về nhà. Có khi trở về trong một thoáng rồi ta lại vội vàng rời đi, trở lại nhịp sống hối hả thường ngày mà không hề biết rằng liệu chúng ta còn có bao nhiêu ngày để ở bên họ về sau. 5 năm hay 1 năm hay thậm chí chỉ là vài tháng. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Thời gian đi qua không vì ai mà dừng lại cả. Đừng chờ đợi đến khi tình yêu quý giá vô điều kiện ấy mất đi, ta mới biết khó chịu vì đã để lỡ quá nhiều điều. Có những thứ thay đổi được khi hối tiếc, nhưng có những thứ chỉ khiến ta hối tiếc cả đời mà thôi. Tiền có thể chăm chỉ kiếm được mỗi ngày, nhưng đừng để nhà trở thành bến cảng mà ta chỉ quay lại vài lần mỗi năm. Trong ngôi nhà cô đơn ấy, cha mẹ đều đang mong chờ chúng ta từng giờ từng khắc. Họ đã già và cần được đồng hành, cần được chăm sóc và rất cần tình yêu. Khổng Tử đã nhắc nhở về điều này. Kẻ được gọi là hiếu thời nay chỉ ở chỗ nuôi được cha mẹ, đến như chó ngựa cũng có thể nuôi được. Nếu không có kính thì giữa nuôi cha mẹ với nuôi chó ngựa có gì khác đây? Hãy luôn tử tế với cha mẹ mình. Mong muốn của họ thật ra vô cùng đơn giản. Không phải số tiền bạn kiếm được, không phải vật chất bạn chu cấp, mà đôi khi chỉ là chút thời gian về nhà và đoàn tụ bên cha mẹ của mình mà thôi. Đến như Bill Gates, người sáng lập Microsoft, đã có lần trả lời phỏng vấn tạp chí Change của Ý. Được người phóng viên hỏi, ngài cho rằng điều gì trong nhân sinh không thể chần chừ nhất? Tưởng rằng sẽ được chia sẻ về kinh nghiệm kinh doanh, người phóng viên không ngờ lại nhận được câu trả lời: sự việc mà con người không được phép chần chừ không gì khác ngoài việc kính hiếu với cha mẹ. Điều thứ hai đó là nợ con cái. Với cha mẹ, đến con cái cũng không thể bao dung thì làm sao sau này con trẻ có thể học được cách bao dung, rộng lượng? Khi có con cái đến độ tuổi trưởng thành và cha mẹ lại càng ngày càng già đi. Khi ấy, chúng ta nhất định phải hiểu được rằng
phải biết coi trọng việc của con cái. Dù có bận đến đâu, có công việc áp lực đến thế nào, sự nghiệp cần thiết như vậy, nhưng tất thảy so với con cái thì con cái vẫn là thứ quan trọng nhất. Đối với việc của con cái, dù là việc giáo dục hay việc suy tính nghề nghiệp, tương lai của con, tất nhiên bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào cũng cần phải dành thời gian, công sức của mình để hỗ trợ. Con cái cần nhận sự hỗ trợ từ cha mẹ mình, bởi vì đối với những đứa con, cha mẹ chính là những người đáng tin nhất đối với chúng. Với những người đã bước vào tuổi trung niên, xế chiều, càng hiểu rõ hơn hết đối với tương lai của con cái là món nợ tuyệt đối không nên mắc. Bởi lẽ, nếu như để phạm sai lầm, bạn sẽ phải hối hận cả đời mà không có cách nào để sửa chữa. Và thứ ba đó là nợ ân nhân. Con người sinh ra không thể một mình mà sống, một mình mà tồn tại được trên cõi đời này. Đi đến gần hết cuộc đời, bạn sẽ nhận ra rằng mỗi người chúng ta từng gặp rất nhiều ân nhân. Có những con người thực tâm giúp đỡ bạn ngày ấy khi bạn khó khăn nhất, mới có được bạn thành công như ngày hôm nay. Chắc chắn sẽ có những khoảng ký ức khiến bạn vô tình quên đi. Những ân nhân xưa cũ bỗng mờ nhạt trong tiềm thức, hay vì khoảng cách mà bỗng không còn thân thiết, gần gũi. Thay vì ngó lơ họ, hãy tìm cách liên lạc. Hãy tạo dựng một mối quan hệ thân thiết, bởi bạn vẫn luôn phải khắc ghi rằng thành tích bản thân bạn có được ngày hôm nay, ở trong đó cũng có một phần công sức của những vị ân nhân xưa cũ đem lại. Hãy nhớ đến những lúc khó khăn, bế tắc, chúng ta đã được nhen nhóm hy vọng bởi một ai đó. Trong cuộc đời con người, biết ơn người khác là điều tốt đẹp. Trên đời không có kẻ bần cùng, thiếu thốn nào bằng những người không có lòng biết ơn. Lòng biết ơn là một loại tiền chúng ta có thể tạo ra, cho đi mà không sợ thiếu hụt.